Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 6 năm 2019 của Tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây. Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc giao quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 17, nhiệm kỳ 2017-2022. Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình tiếp sức mùa thi tạo dấu ấn đậm nét trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân. Lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Sôi nổi chiến dịch tình nguyện hành quân xanh trong khối lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An. Đoàn hội các cấp tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước dịp hè. Chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Nghệ An tiếp tục được các em học sinh và phụ huynh lựa chọn trong dịp hè. Nhiều hoạt động bổ ích trong dịp hè dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Chiều 14 tháng 6, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc giao quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 17, nhiệm kỳ 2017-2022 đối với đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban tuyên giáo, ban tổ chức, ban dân vận tỉnh ủy. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định vị trí vai trò quan trọng và nặng nề của người đứng đầu tổ chức đoàn. Song với sự ủng hộ tín nhiệm của các đồng nghiệp, cùng với năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và đã từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau của đồng chí Nguyễn Thị Thơm sẽ là nền tảng quan trọng để quyền Bí thư Tỉnh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng yêu cầu cần xây dựng khối đoàn kết, phát huy lợi thế quan trọng nhất là sức trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ để chủ động trong tham mưu xây dựng những chương trình hoạt động thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đồng thời nhấn mạnh vai trò trọng trách lớn của tổ chức đoàn trong việc xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho Nghệ An trong thời kỳ hội nhập. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thơm hứa sẽ tiếp tục học hỏi, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm cùng với tập thể tỉnh đoàn đoàn kết, đồng lòng xây dựng tổ chức đoàn ngày càng lớn mạnh. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019, sáng ngày 9 tháng 6 tại thị xã Hoàng Mai, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Với chủ đề Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Nghệ An tập trung triển khai 5 chiến dịch, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh. Ngày sau lễ phát động, tỉnh đoàn đã triển khai đồng thời nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, vệ sinh môi trường biển, thực hiện công trình con đường bích họa dài 200m, tặng 1.000 lá cờ và 10 tủ thuốc cho người dân, khởi công xây dựng một ngôi nhà nhân ái ở phường Quỳnh Phương, khánh thành và bàn giao điểm vui chơi cho thiếu nhi tại xã Quỳnh Vinh, khởi động chương trình chống rác thải nhựa, phát ống hút, túi đựng làm từ bột ngô cho nhân dân và các hộ kinh doanh xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ngày 18 tháng 6, tỉnh đoàn tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ông Nguyễn Văn Bái, xóm 1, xã Quỳnh Diễn. Sáng ngày 22 tháng 6, Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, huyện đoàn Tân Kỳ phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho gần 200 thiếu niên tại huyện Tân Kỳ. Các cấp bộ đoàn hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân và các hoạt động thiết thực sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp xã hội tham gia. Các hoạt động phát huy tối đa tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, đem đến những công trình mang đậm dấu ấn tri thức, sức mạnh của tuổi trẻ, góp phần cống hiến cho cộng đồng và quê hương, đất nước. Nằm trong chuỗi chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019, chương trình tiếp sức mùa thi thu hút sự tham gia vào cuộc mạnh mẽ của các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội. Nhằm tiếp sức cho các sĩ tử có một kỳ thi thuận lợi, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay được các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tích cực triển khai với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Sáng ngày 23 tháng 6, tại trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 4, huyện Nghi Lộc, Tỉnh đoàn, Hội sinh viên tỉnh tổ chức lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi và chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ năm 2019. Ngày sau lễ ra quân, Tỉnh đoàn, Hội sinh viên tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Lộc đã thăm tặng quà các đội hình tiếp sức mùa thi, chiến sĩ hoa phượng đỏ đang hoạt động trên địa bàn huyện. Tiếp đó, sáng ngày 25 tháng 6, ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, nhằm kịp thời động viên các tình nguyện viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, Tỉnh đoàn, Hội sinh viên tỉnh đã đến thăm tặng quà và động viên các đội hình tình nguyện tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên. Ở 61 điểm thi thì chúng tôi có 114 đội với hơn 1.000 các bạn sinh viên tình nguyện tham gia. Và hoạt động của các bạn thì chủ yếu sẽ hướng về các cái hoạt động như là phát nước, đồ uống miễn phí cho các thí sinh, giữ đồ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng trường và rất là nhiều hoạt động khác nữa. Mong muốn rằng là các bạn thí sinh có một cái kỳ thi thật an toàn nhất
và không có bất cứ các cái yếu tố gì hoặc là các tác động gì ảnh hưởng đến cái chất lượng thi của các em. Năm nay, toàn tỉnh thành lập 114 đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi với gần 1.000 tình nguyện viên tham gia tại 61 điểm thi. Với các hoạt động hỗ trợ đi lại bằng xe ôm, vé xe buýt miễn phí cho gần 7.000 lượt thí sinh, 5.000 suất cơm miễn phí, 3.300 cẩm nang, bản đồ, phục vụ quạt giấy và nước mát miễn phí, thức ăn nhanh cho thí sinh và người nhà của thí sinh, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh tại điểm thi. Dùng ma túy, lệ thuộc vào ma túy sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, người thân và cho xã hội. Nghĩ đến điều ấy để nói không với ma túy, tuyệt đối không dính dáng đến ma túy. Đó là thông điệp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi tới toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong buổi lễ meeting hưởng ứng Tháng Hành động Phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày Toàn dân Phòng chống ma túy 26 tháng 6, được tổ chức tại Nghệ An vào tối 23 tháng 6. Tham dự và phát biểu tại buổi lễ còn có các đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Vinh. Buổi lễ có sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ Đoàn viên Thanh niên tỉnh Nghệ An. Hưởng ứng thông điệp của Tháng Hành động Phòng chống ma túy năm nay, hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu. Tại buổi phát động, đại diện cho thế hệ trẻ, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An kêu gọi, mỗi bạn trẻ là một tuyên truyền viên trước hiểm họa ma túy. Các bạn đoàn viên thanh niên hãy tự bảo vệ chính mình trước ma túy bằng việc trang bị kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, sáng suốt, luôn nói không với ma túy. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, khối lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, thời gian qua, chiến dịch Hành quân xanh diễn ra sôi nổi, rộng khắp và mang nhiều ý nghĩa. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khởi công ngôi nhà nhân ái tặng gia đình bà Hoàng Thị Hường tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, ra quân vệ sinh môi trường. Hơn 700 đoàn viên tham gia dọn rác tại biển Diễn Thành, tham gia chữa cháy rừng tại huyện Con Cuông, Nam Đàn, thành phố Vinh, tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho thầy cô giáo và các em học sinh, cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho người già yếu, tuyên truyền lưu động phòng chống ma túy HIV/AIDS. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 của Trung ương Đoàn phát động, tuổi trẻ lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng công an nói riêng đã nỗ lực xung kích triển khai rất nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là chuỗi hoạt động trong chiến dịch hành quân xanh được Trung ương Đoàn lựa chọn giao cho tuổi trẻ lực lượng vũ trang làm lực lượng nòng cốt. Lễ ra quân chiến dịch xanh cùng các hoạt động hưởng ứng như là cấp chứng minh nhân dân, trao tủ thuốc cho ngư dân, tặng quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi đã trao tặng một ngôi nhà nhân ái cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Hưng Nguyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã huy động hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên xung kích tình nguyện thực hiện theo các nghiệp vụ chuyên môn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh cùng với những hoạt động có ý nghĩa khác. Với những cái kết quả vừa qua thì đoàn viên thanh niên khối lực lượng vũ trang quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu đã đề ra trong chiến dịch hành quân xanh cũng như chiến dịch tình nguyện hè năm 2019. Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp thi công kéo gần 1.000 mét đường ống nước từ khe núi cung cấp nước cho cánh đồng Nà Hốc, Bản Phục, xã Nằm Giải, huyện Quế Phong. Xây dựng hơn 3 hectare cánh đồng mẫu trồng lúa nước với tổng số tiền gần 120 triệu đồng. Tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho gần 200 lượt người dân xã Nằm Giải, trao tặng trang thiết bị y tế tổng giá trị 30 triệu đồng và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn với số tiền là 500.000 đồng một suất. Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh với nhiều hoạt động của đoàn cơ sở như giúp dân thu hoạch lúa, làm đường tại bản biên giới Phá Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, mô hình trao tặng tủ quần áo miễn phí cho học sinh và nhân dân tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác của tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Tiếp tục tuyên truyền về phòng chống đuối nước, đồng thời tạo sân chơi cho các em thiếu nhi trong dịp hè, tổ chức đoàn các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em. Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức dạy bơi cho thiếu nhi, tặng 50 chiếc áo phao, cắm 37 biển cảnh báo đuối nước tại các xã thị trấn. Thành đoàn Vinh chỉ đạo đoàn phường Hồng Sơn tổ chức lễ hưởng ứng phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, tập huấn chương trình bơi an toàn năm 2019 tại bể bơi Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An. Dịp này, tỉnh đoàn đã trao tặng 30 chiếc áo phao cho các em thiếu nhi. Đoàn xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương phối hợp với trường trung học cơ sở xã Thanh Khê xây dựng bể bơi di động tại sân trường trung học cơ sở Thanh Khê với kinh phí xây dựng trên 20 triệu đồng. Tại đây, các em học sinh được dạy bơi miễn phí bởi 4 tình nguyện viên là giáo viên, đoàn viên thanh niên có nhiều kinh nghiệm bơi lội, luân phiên trực tiếp dạy bơi. Đoàn Thanh niên Thị trấn huyện Yên Thành phối hợp với bể bơi Phong Liên mở 2 lớp dạy bơi miễn phí cho 65 học sinh từ 6 đến 15 tuổi về các kỹ năng bơi lội cơ bản, kỹ năng về phòng chống đuối nước để các em có thể tự phòng vệ trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, còn có các xã tổ chức dạy bơi miễn phí như Viên Thành, Sơn Thành, Quang Thành, Thọ Thành. Huyện đoàn Nghi Lộc phối hợp tổ chức khai giảng lớp học bơi miễn phí cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 8 xã miền Tây Nghi Lộc. Ngoài ra, tổ chức đoàn các cấp tích cực rà soát, lắp đặt các biển cảnh báo tại các điểm đen, những vị trí nguy hiểm,
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh đã cắm được hơn 1.700 biển cảnh báo nguy hiểm đuối nước. Ngoài ra, các đơn vị đã phát huy tính sáng tạo trong tuyên truyền cảnh báo đuối nước như mô hình phao vuông trên sông Lam của đoàn xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương. Một mùa hè nữa lại đến, nhiều hoạt động sân chơi bổ ích dịp hè dành cho các em nhỏ thiếu nhi lại được tổ chức. Năm nay, tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức lớp học kỳ trong quân đội. Từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 6, hơn 500 chiến sĩ nhí tham gia chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa, được trang bị những kiến thức cơ bản về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, khoa học quân sự, những bài huấn luyện vận động, vật chứa ngại vật, hành quân ra ngoài, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng mềm, tinh thần xung kích tình nguyện cho thanh thiếu niên, rèn luyện tính tự lập thông qua các nội dung như sắp xếp nội vụ, tự giặt quần áo, tăng gia sản xuất và những kiến thức tự cần thiết để chăm sóc bản thân và đồng đội qua bài kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm, chăm sóc người bệnh, xây dựng tinh thần đoàn kết, kỹ năng làm việc trong tập thể, cách thích nghi và sinh tồn trong xã hội hiện đại. Đây là năm thứ 9 chương trình học kỳ quân đội được tổ chức, thu hút số lượng học viên ngày càng đông, đã khẳng định được tính đúng đắn, mới mẻ, tạo được niềm tin của các bậc phụ huynh và sự ủng hộ của các cấp, các ngành và xã hội. Thưa quý vị, bên cạnh các hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tiếp tục sôi nổi tổ chức các chương trình hoạt động có ý nghĩa dành cho đoàn viên thanh thiếu nhi trong dịp hè. Trong 2 ngày 28-29 tháng 5, huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 100 đoàn viên thanh niên năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nghĩa Đàn. Chương trình nhằm giúp thanh niên nắm bắt kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp và định hướng áp dụng các mô hình cây con phù hợp để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên lập thân lập nghiệp, thúc đẩy thanh niên mạnh dạn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, có điều kiện tích cực tham gia các hoạt động của đoàn hội. Huyện đoàn Thanh Chương phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội trên địa bàn dân cư cho hơn 120 đồng chí là bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng đội, đoàn viên thanh niên trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6. Hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ phụ trách đội trên địa bàn dân cư những kiến thức, kỹ năng, những mô hình cách làm hay, từ đó vận dụng tổ chức các hoạt động có chất lượng và thiết thực dành cho thiếu nhi tại địa phương, thu hút đông đảo thiếu nhi hưởng ứng tham gia các hoạt động, tạo môi trường sinh hoạt vui tươi, an toàn và lành mạnh, giúp các em phát triển toàn diện. Sáng ngày 18 tháng 6, thị đoàn Hoàng Mai tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2019 tại trường Trung học cơ sở Quỳnh Xuân. Với tinh thần sẵn sàng xung kích đi đầu, thể hiện quyết tâm của mình bằng những hành động cụ thể và quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung phát động, ngày sau lễ meeting, các đơn vị tổ chức diễu hành tuyên truyền các nội dung về phòng chống ma túy. Thành đoàn Vinh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở, triển khai hoạt động hè và bàn giao sinh hoạt hè về địa bàn khu dân cư cho hơn 350 đồng chí bí thư đoàn cơ sở, phường, xã, chi đoàn khối, xóm, trường học trên địa bàn với các nội dung liên quan đến phương pháp, kỹ năng tập hợp thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư trong tình hình hiện nay, kỹ năng văn phòng của người cán bộ đoàn. Ngày 4 tháng 6, huyện đoàn Con Cuông phối hợp tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. Tại buổi lễ đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng như trình diễn thời trang thiết kế từ các nguyên vật liệu tái chế, triển lãm tranh với chủ đề về bảo vệ màu xanh quê hương, phòng chống tai nạn đuối nước, trao tặng 15 suất quà trị giá 4,5 triệu đồng cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chi Khê. Ngay sau buổi lễ, hơn 300 đoàn viên thanh niên, người dân tham gia trồng 50 cây sao đen vệ sinh môi trường, đạp xe diễu hành. Sáng ngày 14 tháng 6, tại Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, huyện đoàn Con Cuông phối hợp tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Quốc tế, Ngày Toàn dân phòng chống ma túy năm 2019. Ngay sau lễ ra quân, hơn 200 đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ công an huyện tham gia diễu hành tuyên truyền về phòng chống ma túy. Sáng ngày 5 tháng 6, huyện đoàn Yên Thành phối hợp tổ chức lễ ra mắt chi hội trưởng cựu chiến binh làm bí thư đoàn danh dự. Đây là đơn vị được cấp huyện chọn làm điểm đầu tiên để nhân rộng trên địa bàn huyện Yên Thành. Phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần gương mẫu của người lính Cụ Hồ, tính chủ động sáng tạo của đoàn thanh niên nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua của hội cựu chiến binh cũng như bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, huyện đoàn, hội cựu chiến binh huyện tiếp tục chỉ đạo ba đơn vị ra mắt mô hình điểm và sẽ triển khai đồng loạt trên tất cả các đơn vị trong năm 2019. Sáng ngày 20 tháng 6, huyện đoàn Hưng Nguyên tổ chức hội nghị nghiệp vụ báo cáo viên cấp huyện và triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. Tại hội nghị, học viên đã được tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ, trao đổi, tiếp thu và đề xuất cách thức tiếp cận thông tin, xử lý thông tin và tuyên truyền đến đoàn viên thanh thiếu nhi tại địa phương, đặc biệt là cách tuyên truyền trên mạng xã hội. Được trao đổi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Sáng ngày 4 tháng 6, thị đoàn Thái Hòa phối hợp tổ chức lễ ra quân Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, phát động phong trào nói không với sử dụng bao ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Hơn 40 kg túi ni lông sinh học, 30 chiếc túi cói, 200 cuộn lá chuối được trao tặng cho các tiểu thương và người đi chợ. Đây là hành động cụ thể để thuyết phục các tiểu thương, những người nội trợ sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, gây ảnh hưởng đến môi trường. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, hội viên thị xã đã tiến hành thu gom và xử lý 70 tấn rác thải tại khu vực chợ Quang Tiến. Cũng nhằm mục đích phát huy vai trò trách nhiệm và quyết tâm hành động của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, ngày 5 tháng 6 vừa qua, huyện đoàn Quỳ Châu tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, tuần lễ biển đảo và hải đảo Việt Nam và thành lập đội thanh niên xung kích tuyên truyền bảo vệ môi trường với 15 thành viên. Bản tin tuổi trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào website www.tinhdoangheang.vn hoặc Facebook Tỉnh đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinh Media đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.